Cụ thể năm 2021 nợ thuế đất khoảng 11.840 tỷ đồng, gần 56% tổng nợ, năm 2022 số nợ thuế lên đến 13.545 tỷ đồng, bằng gần 58% tổng nợ và tăng lên gần 15.470 tỷ đồng trong năm 2023, chiếm gần 54% tổng nợ. Ban kinh tế ngân sách đã chỉ ra những vấn đề hình thành nên khoản nợ tiền thuế đất tồn đọng, thứ nhất là từ nợ nghĩa vụ tài chính về đất của một số đơn vị lớn nhưng không có khả năng nộp. Thứ hai là việc giải quyết và cập nhật tiến độ giải quyết các kiến nghị đề xuất vướng mắc của người nộp thuế chưa kịp thời. Nhằm xử lý thực trạng trên, Ban Kinh tế Ngân sách kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ động tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm, chây ý không nộp thuế, phí. Trường hợp nhà đầu tư không có khả năng tài chính tiếp tục triển khai dự án thì kiên quyết xử lý thu hồi dự án.